Giới thiệu với các bạn vị thuốc bạch chuột. Bạch chuột là thân dễ phơi khô của cây bạch chuột. Tính vị: đắng, ngọt, ấm. Quy kinh tỳ, vị. Tác dụng: bổ khí kiện tỳ, táo thấp lợi thủy, cầm mồ hôi, an thần. Chỉ định: điều trị tỳ vị khí hư, vận hóa vô lực, ăn ít, ỉa lòng, bụng đầy trướng, tứ chi mệt mỏi, thường dùng cùng với nhân sâm, phục linh, can khương, chỉ thực. Điều trị chứng tỳ hư, thủy đình trệ, do đàm ẩm thủy thũng, tiểu tiện không lợi. Trị đàm ẩm thường phối hợp với quế chi, phục linh để ôn tỳ hóa ẩm như bài tứ linh tán. Điều trị chứng tỳ hư khí nhược, cơ biểu bất cố mà nhiều mồ hôi, thường phối hợp dùng với hoàng kỳ, phù tiểu mạch. Điều trị chứng tỳ hư khí nhược, động thai không yên, thường dùng cùng với sa nhân. Liều dùng 10 đến 15 g. Tác dụng dược lý: bạch chuột có tác dụng cường tráng, lợi niệu, giảm đường máu, kháng ngưng huyết. Trên đây mình đã giới thiệu tới các bạn vị thuốc bạch chuột. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi video.